Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày mùng 4 tháng 5 năm 2020. Và hôm nay thì chúng tôi là vừa lắp đặt xong cho gia đình anh Hào tại Đại Phạm Hà Hòa một bộ sập thờ kèm bàn cơm bằng chất liệu gỗ gụ. Trước mặt quý vị đây là bộ sập thờ đây. Gia đình gia chủ là đang sắp xếp các mâm cơm cúng để chuẩn bị thắp hương bàn thờ mới này. Chiếc sập thờ này có kích thước là bề ngang 1m97, rộng 107 và cao 117, đi kèm là có quả bàn cơm, chân là chân 20 và chúng tôi là đục theo mẫu là tứ linh đầu hổ phù, cổ là đục rồng trầu mặt nguyệt hay còn gọi là lưỡng long trầu nguyệt đấy. Đây trước mặt quý vị đây, gia đình đang sắp xếp chiếc bàn thờ mới đây, rất là đẹp, một bộ nội thất phòng thờ rất là đẹp. Quý vị có nhu cầu thì xin liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 86. Cơ sở tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra thì chúng tôi còn có những bộ sản phẩm nội thất phòng thờ làm theo các mẫu khác như là mẫu mai điểu hoặc là những bàn thờ như ý. Thì quý vị có thể truy cập vào website đồgỗtùng8.com để xem thêm được rất nhiều sản phẩm khác. Và hôm nay là ngày mùng 4 tháng 5 năm 2020. Và đây là bộ nội thất phòng thờ của anh Hào tại Đại Phạm Hạ Hòa, Phú Thọ. Mọi người quan tâm thì bấm đăng ký kênh chúng tôi để cập nhật những video sản phẩm mới nhất hàng ngày. Xin chào mọi người.